Chào mừng các anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube. Hôm nay Khoa xin cập nhật tiến độ thi công của phân khu The Origami theo phong cách Nhật Bản nằm trong tổng thể khu đô thị Vinhomes Grand Park quận 9 ở phường Long Thịnh Mỹ, Nguyễn Xiển và Phước Thiện. Đây là từ khu đô thị cũ, khu Phước Thiện. Nhà ở Phước Thiện chúng ta đi qua, bay qua khu dự án của chúng ta là phân khu The Origami đang mở bán. Và phân khu The Origami sẽ mở bán liên tục. Mỗi một ngày chúng ta sẽ có một cái giỏ hàng mới. Nên các anh chị nào quan tâm về phân khu The Origami theo phong cách Nhật Bản, hãy liên hệ sớm với Khoa qua số điện thoại là 0979 67 66 55 để được tư vấn thêm. Khoa cũng sử dụng số điện thoại này cho Zalo, Viber, Telegram, WhatsApp. Trước mặt của chúng ta đó là phân khu S9. S9 gồm có 3 lốc S1, S2, S3, cao từ 20, 21 cho tới 30 tầng. Hình chữ U đó là tòa cao nhất 30 tầng. Thì mật độ xây dựng ở phân khu The Origami là khá là thấp, các anh chị tầm khoảng 30% thôi. Tất cả dành cho mảng xanh, công viên, trường học. Thì Origami là tập trung hầu như là tất cả các phân khúc về trường học của chúng ta ở đây. Và Origami có mật độ xây dựng thấp, các căn hộ và các lốc thôi. Các lốc của chúng ta thì có độ cao chỉ từ 20, 21 cho tới 30 tầng là cao nhất. Và các căn hộ của chúng ta đã có một vài thay đổi nhỏ ở cái thiết kế, đó chính là căn studio sẽ có diện tích từ 30 cho tới 40 mét vuông. Và chúng ta sẽ có những căn 3 phòng ngủ thì sẽ có những cái diện tích trên 100 mét vuông. Đó là 3 phòng ngủ cộng. Thì khá là tốt cho các anh chị nào mà có gia đình mà có 3 thế hệ thì chúng ta ở 3 phòng ngủ này. Và công viên 36 hectare đã đi vào hoạt động khá là lâu rồi, là nơi tổ chức những cái sự kiện lớn của cư dân Vinhomes Grand Park và của cư dân của quận 9 trong tương lai. Hiện chúng ta đang mở bán xong phân khu S9 và còn một vài căn. Và chúng ta cũng đang tiếp tục mở bán phân khu S7. Và sau đó là sẽ mở bán những cái tòa phân khu S8. Các anh chị nào quan tâm về những phân khu đó hãy liên hệ với Khoa sớm để booking. Và chỉ có những khách nào mà có booking mới được mua những cái căn hộ ở đây. Thì cái việc booking cho những cái lốc tiếp theo là sẽ hạn chót là ngày 8 tháng 8. Nên các anh chị hãy tranh thủ mà chúng ta booking 50 triệu mỗi booking. The Origami thì hiện bây giờ là mức giá cũng không rẻ, tầm khoảng là từ 40 cho tới 50 triệu mỗi mét vuông, chưa VAT. Và mỗi một lốc sau sẽ có một đợt tăng giá so với những lốc mở bán trước. Phía sau lưng của những lốc này của chúng ta là view về phía sân golf. Và một phần chúng ta sẽ thấy được về phía Landmark 81. Còn những lốc phía, những mặt phía trước thì sẽ view vào công viên nội khu. Và thông tin cho các anh chị là chắc chắn những cái lốc của chúng ta là sẽ không thể nào nhìn thấy được cái công viên ánh sáng nha. Tại vì phía trước của chúng ta là sẽ có khá là nhiều tòa chung cư sau này sẽ mọc lên trong vòng 2-3 năm tiếp theo. Nhưng mà phân khu của chúng ta thì công viên nội khu khá là nhiều, nên hầu như là chúng ta sẽ vui chơi giải trí ở khu vực này. Chỉ có những khi nào mà có những cái buổi tiệc trọng đại, buổi hòa nhạc lớn thì mới tổ chức ở bên trong công viên 36 hectare. Thì hiện tiến độ thi công đã xong hầm móng rồi nha các anh chị, nên việc mà thanh toán cũng, nếu mà theo tiến độ thì thanh toán 25% sẽ khá là nhanh. Đợt 1 các anh chị sẽ đóng 10% chưa VAT trong vòng 7 ngày sau khi mà các anh chị ký văn bản thỏa thuận. Sau đó đợt 2 là các anh chị sẽ đóng 15% có VAT cùng với VAT của 10% đợt 1
là tổng cộng 25% anh chị sẽ ký hợp đồng mua bán. Việc đóng đợt 2 này tầm khoảng cuối tháng 8 hoặc đầu tháng 9. Và việc tiếp tục xây dựng sẽ tiếp tục được diễn ra khá là nhanh. Dự kiến là tháng 11, tháng 12 là các anh chị sẽ được nhận nhà của phân khu The Origami 5 sao. Nên chúng ta sẽ nhận nhà vào trước Tết năm 2022. Thì lúc đó thì cư dân ở phân khu đầu tiên The Rainbow đã về ở ổn định rồi, nên sẽ tạo thành khu đô thị rất là nhộn nhịp. Cùng thời điểm thì phân khu thấp tầng The Manhattan cũng đã đi vào hoạt động và cho thuê. Đặc biệt, dự án của chúng ta sẽ được hỗ trợ bởi ngân hàng Techcombank cho vay 70% trong vòng 35 năm và được ân hạn nợ gốc, cùng với việc hỗ trợ lãi suất 0% trong vòng 24 tháng nha các anh chị. 24 tháng có nghĩa là các anh chị về nhận nhà, 14 tháng sau các anh chị nhận nhà, thì chúng ta vẫn còn khoảng 10 tháng nữa. Chúng ta về ở vẫn chưa đóng bất cứ cái khoản tiền nào. Thì hiện Khoa xin tạm ngưng video clip ở đây. Các anh chị nào quan tâm về phân khu The Origami, hãy liên hệ với Khoa qua số điện thoại là 0979 676655, Zalo, Viber, Telegram, WhatsApp. Nếu mà các anh chị thấy kênh YouTube của Khoa hữu ích, hãy vui lòng đăng ký subscribe bên dưới để theo dõi các video clip mới nhất mà Khoa cập nhật tiến độ thi công của The Origami, The Manhattan Glory, phân khu thấp tầng. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị.